Hello và chào mừng anh em đã trở lại với tập thứ hai của cấp Môn và hôm nay chúng ta sẽ xây một căn nhà, một căn nhà thân thương ở trong cái cái uh, game cũ đề này. Mình sẽ xây một căn nhà để mình có chỗ kiểu chỗ nương tựa và làm bóng. Ý ý tôi là làm làm một cái bôn ấy, ừ, làm làm bôn để mà bắt một cái mon nếu phải bóng kia đâu nha. Nào kêu bóng kia ta chết cụ nữa. Để có đồ xây nhà thì tôi sẽ cần phải chặt gỗ. Ở đây thì có một cái rừng gỗ rất là lớn và kế bên đây thì tôi có một cái cây apricorn luôn rất là tiện lợi. Mà cái apricorn xanh thì nó có thể chết được quả gì nhỉ? Apricorn xanh nó có thể chế được quả wow, whipbone này Ui địch con ngựa nó vàng sắc Ờ sắc 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 Ui Kim cương What the À cái này có Cái này là cây rương Ok À cái ba lô chứ Đồng dùng đồng cũng được Đồng rẻ Đồng dễ kiếm Rồi ok Đó thì nó như vậy Thì cách chế đây nó hơi khúc nạn xíu Nó sẽ khó hơn nhiều Nhưng mà không sao hết Đang mới đầu game là chúng ta thấy khó là đúng rồi Sau này chúng ta chắc tới cuối game Giữa game gì đó Chúng ta sẽ thấy là game Thấy là nó dễ Hy vọng vậy tại nhiều khi mình cũng làm biến đi mày, ui má mà sao con mắt mắt con mắt con starly kia nhìn chi vậy rồi phải liên. ok thì cái vị trí xây nhà của mình là giờ nên là mình sẽ xây nó ngay đây luôn ngay ngay cái chỗ này nhìn nó khá là đẹp ấy thì bây giờ mình sẽ xây cái khung cho cái nhà trước này trước hết bây giờ mình chỉ xây một cái sàn thôi cái sàn để mà mình có chỗ để rương rồi cái kiểu mà cái chỗ nhà này nó có cảm giác nó hơi sida ha kiểu nếu mà mình xây ở đây á là có thể là có creeper hay là gì đó đứng ở trên nó phục kích nó thả xuống creeper nó nhảy xuống xong creeper đứng trên nó tỉa xuống lúc đó là ăn lờ luôn có thể là sau này mình sẽ làm thêm cái tầng hầm ở dưới nữa xây nhà dưới nước luôn khá là thú vị rồi tôi sẽ có vài thứ cần làm thứ nhất là tôi cần uh, sắp xếp lại có cái, cái lò nè cái lò thứ hai nè cái rương nè tôi còn một cái giường cái giường ở đây cái giường ok tôi sẽ đặt cái giường ở đây đó rồi chỗ rất là chiều luôn còn hết chỗ này quên đây có cái hang nào không ta à quên từ từ tôi còn phải đặt một cái Spawn boy ở đây chỗ này phải đặt là gì home ui có gì đây what the fuck oh hello cái sói này rồi, ok này ở đây cũng có một cái cây apricot à, uh, apricot gì đây à, uh, nó chưa có quả đâu mà à đây nhớ mấy cái hang giống về nè đây, đây đây đây, có, có ngon bỏ này đi dùng gỗ này nung để tiết kiệm đó rồi trong lúc chờ nó nung thì tôi sẽ lấy thêm lấy, lấy thêm lấy thêm gỗ bây giờ con bu gieo kìa bu gieo là si kinh hiện tại thì tôi vẫn chưa biết làm sao để chế cái bc ha nên sẽ có thể thử đây muốn chế bc chúng ta sẽ cần phải có sắt đồng ok cũng rẻ nó bây giờ tôi có cái này là nhiều nhất à cái blue luôn nhiều nhất nè và bây giờ tôi có thể chế cái đẹp đó ok tám quả bôn ngon hoàn thành luôn đi quốc vô 12 quả ok rồi chiến nữa cháy rồi cháy banh xác luôn ok bây giờ tôi có thể đi bắt thêm pokemon với lại uh, đi mai ê magic cap hello luôn à, á magic cap lên một chín à ngon level 19 là chúng ta có thể quất ở chết mẹ hay quất cái nó chết luôn á rồi chết không chết không bạn ơi chết không chưa chết đúng không ok không chết ngon rồi bây giờ tôi mới bắt bắt, được là giờ tôi sẽ dùng cái quả đây quả mới bắt này à, quả mới chế đây đó màu xanh luôn á mai mốt tiến hóa thành ra đó là bánh xác sát luôn đẹp bên đẹp bánh sát luôn ok vô 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 mày vô vô được chưa? Ok nó rồi. Ngon. Một con magikarp level 19 nhưng nó sắp tiến hóa luôn rồi. Giờ chắc là tôi train cho nó tiến hóa luôn á. Ờ giờ coi thử đây. Ô, hello Con chim ôi con chim level 22 luôn. Vậy là giờ tôi sẽ đi điểm. Quay quên, Xin lỗi. Đó vô đi cô. Hãy chui vô quần ta đi. Nhà bên này có một bạn này, nè bạn Bunery này, Bunery là 20 ha. Nó làm ra. Vô không? luôn. Quốc. Súng à, uh, chúng ta sẽ đỡ qua này rồi quên chết mẹ nó đi ok chúng ta sẽ dùng uh, razor Deep này ui còn mỡ nó hơi lâu nha rồi vô đi cu vô đi vô đi vô đi ấy đẹp khoan từ từ con này con cái à lo con này con được không được không được không được không được bay, bay ui con này con được không được không được con được thì xử rồi xong ai bị sao đây hy sinh này đi này giờ không để ý trời ơi, con này còn được bắt con này mà bắt con được là nguy hiểm lắm trời ơi đi ổn rồi bình tĩnh bình tĩnh đây mày đúng rồi đó ngon rồi thịt thỏ gọi là ok ba sai đất đã học chưa mới okay. hay chúng ta xuống hang ấy đây có một con lô bên đây nè hello đây bà mấy bà mốt còn nghỉ mẹ nghỉ khỏe ok chúng ta có đồng ở đây đồng sắt có sắt không không chưa chưa có sắt tôi sẽ lấy hết đống đồng này ở đây Uầy, hơi nhiều nha nó okay. kìa để, 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 tôi giải thích cho nó vô ok ok uh, con cá thôi bỏ đặt cái chuyện qua con này đánh cho nhanh ok à, con này vừa vừa bay mà nó vừa chui vô mặt tôi nữa chứ mất dạy mày mày không xứng đáng tương sống tao sẽ xử mày ok ủa sao kỳ ta nãy giờ bún giờ nó yếu như ta sao nó si dai ta có lộn gì không thì mà ai nó sắp hy sinh luôn rồi chắc do khắc hệ thôi ok ngon rồi ok rồi mai chỉ cáp còn xíu nữa lên level rồi. ok hello đây đây ok em xin nhé em xin thôi oh, ok Bye -bye. Oh hello Lebanese. Oh chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Ừ, gặp nhau ở trong một cái hố từ tôi sẽ gọi uh, level với con này con gấu này tê đi du xa tê đi vú xa ú xa hay là vú xa chắc là ú hoặc là u vai whip tét nó quấn nó tét nách luôn trời má ơi rồi ờ, cái đam này đéo rồi sao cái đam nó như vậy ta đó ờ, đúng rồi đó ờ, vậy phải nhiều vậy chứ đó ok thêm cú nữa Banh xác luôn, ôi con mẹ nó đi luôn Nãy giờ không để ý thành máu của con con Aviso luôn á Quốc, rồi xong Ok À ôi, máy chiếc cáp tiến hóa được rồi nè, ngon à, tôi sẽ cần phải nhấn M nè Vô mà cái cáp Evo Evo Đó, nó là lên được ghi ra đó Rồng trắng mắt xanh, ồ lộn bậy, ờ cái gì Rồng cá chép Đúng rồi, rồng cá chép chứ không phải rồng trắng mắt xanh nha, tôi lộn phim Ok Chúng ta sẽ gọi khỏi cái hang này và đi tìm một nơi mới Một ngôi nhà mới À không vậy, một cái hang mới Một cái lỗ mới Để có thể khám phá Hello, oh, hello cáo Chào bạn cáo Ồ, oh, một đàn cáo, một gia đình cáo Không biết mấy con cáo này muốn làm dơi không mà Tôi sẽ cho nó làm bat Batman Quầy, má, hai con kia bên kia Ở dưới đây có cái Ồ oh, không, bên này không phải cái hang Này chỉ là một cái lỗ đầy nước thôi Nào bắn tao tao quấn chết mẹ mày đúng không mày thích đúng không ok đứng đó cắn đi cắn gì cắn đi tao chưa muốn làm spider man đâu mày có bị nhiễm phóng xạ không chừng nào mà tao muốn là nếu mà mày bị nhiễm phóng xạ chừng nào tao muốn làm spider man tao, ch tao cho mày cắn hiện tại tao chưa muốn làm tao muốn làm người bình thường vâng ô oh, hello đúng ta à tôi sợ đen đen quấn con này Đứng là đứng, đứng sau lưng tôi không biết tôi hết hết hồn ok ô oh, sao con dịch ui bắn nước cho bắn nó ok ui mát đàm to phết Bắn nước lần hai vô mặt nó. Ok, ngon lành. Ê đúng rồi, tôi còn phải chế cái aspect xe ha. Để tôi coi thử coi. Aspect, đây có aspect xe đây. Tôi sẽ còn phải có sắt nè. Nón sắt vậy là tôi còn bảy cục sắt, hai cái labit, hai cái emetix và một cục vàng. Ê ê ê ê, vô vô mày làm gì? Làm hành động gì vậy? Làm gì? Rồi, móc giày. Móc giày. Ok. Giờ tôi chỉ còn labit thôi. Labit bit vàng là tôi có. Oh, Elumi đây từ tôi muốn test thử rồng trắng mắt xanh ở lộn bậy má hoài rồng 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 cá chép để coi thử sức mạnh của con rồng cá chép này như nào cắn nó ok hiện tại thì cái chiêu này là chỉ có 40 đi thôi mà nó cắn được dày thì chắc cũng ổn ha để lên level lên cao cao xíu nữa nó sẽ học được một số chiêu mới ở à, đấy đúng rồi đúng, ok hai à, kia đó nó học được cái chiêu waterfall nè chiêu đó là chiêu uh, thác nước à vào phòng có cái có cái tên gì nghe hay hơn không chứ nếu mà dịch ra thì tôi nghĩ là nó là thác nước ô oh phát no 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 no, anh ơi anh ơi em chưa muốn làm con nhím em muốn làm con người nãy có con thằng kia nó muốn em làm con nhện mà em, em không chịu bây giờ anh cho em làm con nhím mà đi bọn đâu rồi kia đó là học được chưa, qua tập hồi má nhưng là tôi muốn hạn chế quấn lộn với con kia nhiều nhất có thể à tại quê má cháy ơi ốc ta con má nhìn giang hồ á, anh ơi cho em xin chữ ký được không anh nhìn anh giang hồ quá à. dưới quê em cũng có mấy thằng mặt giống anh nó mặt đúng giang hồ giờ tôi nó lên đồn hết rồi <laughs> quên chứ này giờ đi kiếm hàng mà đầu phòng sao không có cái hàng nào hết ta đây nãy giờ tôi quên nhiệm vụ chính luôn quá bay. à nãy giờ ngồi chơi không à quên nhiệm vụ chính để kiếm hàng mới đúng hang ơi em ở đâu rồi uống uống nó nè hả có chưa waterfall rồi nè Còn em coi uy lực là đó rồi chưa uy lực rồi gọi là bá cháy rồi quốc cuối cái nhẹ thôi đó, sức mạnh hủy diệt liền bá cháy bỏ chét liền rồi chúng sẽ lấy thêm một tí đồng này nha quay what the fuck ok, cái khe gì, khe gì có chút xíu ơi tôi muốn đi tìm lá bít tôi cần lá bít hơ, hơ ok rồi cái lỗ này thông lên cái lỗ trên rồi xì đa luôn à cái lỗ trên thông qua một cái lỗ to hơn đúng rồi đó cái lỗ này to nhất luôn đù mắt cái lỗ này ngồi lỗ này cháy á rồi xong ui mắt cái lỗ này nhìn chiến ngay ơi xây nhà ở đây đẹp nha ôi tôi muốn xây nhà ở đây tôi sẽ đặt đặt ở đây cá lỗ cá lỗ còn con cá lỗ còn con nha anh em còn con á, ok rồi ta sẽ coi thử, ui ôi cái hang này đẹp vãi u nó hang 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 đẹp mà nghèo quá không có gì không không có cái quỳ gì hết ui what the fuck holy shit chết mẹ vô đây gặp hoa đình là nó uống uống, uống, uống tôi là điếu ổn à không, không đâu ôi phật á tí toàn ui tôi có thấy cái gì á vàng 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 kia ờ tôi sẽ còn phải chế cái lò một cái lò và sắt sắt đây đúng rồi ok có gì spirit hả ờ, ở đây ở đây có thêm sắt này ngon tôi hy vọng là tôi có thể chế được một cái uh, một cái aspect xe trong tập ngày hôm nay à để thêm sắc nữa ui golem kìa what the fuck ui tôi muốn bắt con đó ồ oh, dưới đây nhiều con giả dạ vãi ui tôi muốn xây nhà dưới đây được không what the hell tôi sẽ xây nhà dưới đây để nó nhiều ồ oh, hệ sinh thái pokemon dưới này nhìn chiến quá ồ oh, không biết có con legendary này ui oh, lá bít luôn nè ngon rồi xong đủ á uh, à hay không thiếu còn thiếu thiếu vài thứ không chúng ta thiếu có thứ là chúng ta sẽ còn thiếu duy nhất một cái là ờ uh, cái gì amethyst này rồi ôi ôi vãi liền sau lớp vàng là lớp lapis ok ngon đó ờ uh, rồi đi lên nào ê ê, ê ngủ hồng không nè lần lưng lao vô cái là ngu người luôn á ok Để rồi tôi sẽ cần phải lấy labit ở đây Để rồi đủ Bây giờ tôi sẽ cần đi tìm amethyst. Đi tìm amethyst thôi anh em ơi. Chúng ta sẽ có khi mà chúng ta có amethyst rồi chúng ta có thể chế ra được cái cái aspect share là mình sẽ trade level rất là dễ. Oh, này, ngon. Redstone này chắc là chế cái cửa hay cái gì đó đi. Ok xong. Rồi, cái lỗ con con nha. Còn cái này là hang. Cái trên kia là cái lỗ con con, cái này là cái hang nho nhỏ. Nó nhỏ. cái hang cái hang nhỏ nhỏ nha anh em cái hang nha anh em thằng nào đọc đọc 7 bảy tập là tao quýt đó cái hang ok đó, nó nó là cái hang nhớ cái gì quan trọng nhất là nhiều lần nó là cái hang rồi bây giờ thì ủa chết mẹ con cô đem nó đi spawn này rồi chưa kịp bắt con đó nữa con đó con đó xin á ô oh, hello nắm chào nắm bây giờ chúng ta sẽ, chúng ta sẽ đi tìm uh, emetit thì nó sẽ, nó sẽ ở trong mấy cái cái à đây trên bản đồ có luôn kìa trời này ồ ngay đây luôn ngay đây luôn ngón tứ tôi cần phải thấy cái này chúng ta sẽ còn khá là nhiều sắc à, tôi cũng không muốn gọi là phá hoại cái hệ sinh thái ở đây đâu tôi nhìn cho nó đẹp quá tôi muốn để đó tôi có gì tôi xây xây dựng căn cứ ở đây đó. tôi sẽ tận dụng ra tôi sẽ làm sao đó để mà hạn chế phá hoại như có thể đây đây con cô nè ồ con này con Graveler mà mà đâu phải cô đêm đeo qua mua chết mẹ đi đó uy lực liền không mà do cái này khắc, như do cái này khác hệ chứ không phải đâu cái à, nó, nó mới mạnh vậy ok, ngon. Hay level 22. Hello Zubat. Chờ xíu nha. Đây, ta sẽ đào vô đây. Ta sẽ lấy amethyst ổ từ từ. Amethyst mình có chích con mẹ nó. Ủa em, em em thích giờ đấy. À không không sao, mình chỉ còn đào vô thôi thôi mà, đúng không? Mình đâu còn phải có cái gì đâu. Đúng không Đúng không Chích con người nó. Oh shit. Oh fuck. Ôi. ủa rồi làm sao lấy ta? À đây đây đây, đây. mày quá mày quá. Nó tưởng phải có cái gì chứ. À, vậy là mấy cái này nó nhỏ lấy không được à ok tôi sẽ tạm thời xây một cái gì đó trong này tôi có thể đặt đất ra đây luôn tôi trồng cây đây luôn á tôi sống luôn trong đây cũng được nữa rồi chúng ta có một cục vàng ở đây rồi bây giờ chúng ta còn thiếu cái gì ta cần một cái nón sắt để thiếu đá để tôi còn phải chế thêm lấy thêm đá ồ cái đá này chế lò được không ta chắc được nhỉ này tôi sẽ lấy uh, chế thêm cái lò ok rồi nung sắt này mèo quá nãy mình lấy thêm gỗ để tạm thời lấy gỗ để dành than có gì làm đuốc trong lúc chờ mình có thể làm gì nhỉ ra ra ra, ra kiếm ra, ra kiếm mấy con con gì gọi đòn quấn thôi có con gì láo láo mà mình quấn nó ok ngoài đây có con uh, ferro gì đó để được được bắt từ thôi ferrous ok trong đây cái hang rất là rộng nha quậy má nó cái lỗ ở đây nữa lần nó chui vô là thấy mẹ luôn con con rất tít vùng alola con golem hồi nãy nó không spawn ra nữa ha spawn đúng một lần xong nó đi spawn xong nó đi luôn rồi nó không ra nữa ê cái gì bên này ô bolivar Hello Bollywood Chào bạn Bollywood Bollywood chứ không phải Bollywood hả Ok Waterfall Shit à, Này ok Giờ nhìn, nhìn đẹp hơn Ê con này không dùng chiêu hệ nước được Phật Cắn chết mẹ đây Ok À khoan từ từ con này hệ nước mà mình có thể dùng con uh, Bumasaw IV so chứ Nhầm Nhầm Đây Rồi quốc đó Ok chúng ta có thể dùng uh, Dùng uh, Razor À, ok, má nó không nó không đau lắm à. Nó không đau như tôi tưởng tượng vai whip vô đi cu vô đi vô. vô 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 đúng rồi đó ok chúng ta có thêm một bạn body war một đồng minh mới và chúng ta có bốn con pokemon mẹ một con hệ cỏ ba con hệ nước đội hình này gặp mấy con hệ điện nó quốc cho một cái điển hùng ok rồi chúng ta sẽ về chúng ta chế expect xe và sẽ chế một cái lò à không chế một cái nón xong rồi chúng ta sẽ chế cái này ok ngon rồi với cái cụ lò này chúng ta làm gì đây cái cu lời này hình như là mình lắp vô cho Pokemon hay sao ta Thôi, Lắp bây giờ Không phải Ủa Ủa dùng 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 dùng, dùng như nào Phật Ờ uh, Heo item Rồi sao để sẽ cho nó vô ta What the heo. Hay là quăng vô Từ nha Từ tôi quăng vô thử đây. Không được không phải Chụp phải nè Chụp trái nè À ok, giữ ship. Tao khoanh, giữ ship là chuột phải vô. Trên hai ở tầm nó là nhét nó vô. Ồ, oh, xong rồi bây giờ mình sẽ quăng nó ra. Giữ ship. Rồi lấy ra lại ok. Rồi bây giờ tôi sẽ tôi muốn train level cho con IPS cho đây con uh, Gyarados Thì bây giờ tôi sẽ uh, nè, tôi sẽ lắp lắp này vô. Rồi tôi sẽ chuyển xuống cho con gear tôi sẽ chuyển con Gyarados xuống. À chuyển cái này lên chứ tôi đang sao chứ đây ok đó ok bây giờ tôi chỉ có thể cầm con ghi ra này đi đi quấn xong rồi tôi chơi level cho con ai so tôi có thể chết thêm cá nữa mà nha ơi ui aslot gì yeah, aslot <laughs> vậy là mười bảy rồi ok giờ tôi sẽ tìm được đi ra ngoài ha rồi tôi sẽ chuyển nhà vô đây luôn đi chỗ kia nhìn nó cũng không đẹp lắm nhiều khi nó không được đẹp lắm mà tôi sẽ chuyển nhà vô đây ở Đấy, rất là tiện rất là đẹp nhà dạ, hay giờ tôi qua kia thử nha chỗ con garden, đình qua đình chứ ô có gasly nè một cái con hề ma quá tôi phát con gì à Onix, và cái là hôm có cả một con Onix luôn ok tôi sẽ hút ôi rồi rồi tỉnh mình tỉnh tỉnh má con nít mà quậy con nít mà quậy mày thấy mẹ nó tôi tôi mới giết con nó chứ bạn nó hồ xịt á tồi quá ui ui một sterling luôn Oh. Ôi oh, phát ê nào ấy, nằm mất vậy? What the hell? Ôi. Ui win con stealth luôn à. Oh. Oh my god. Oh my chuối. Mình sẽ bắt trước bắt con này trước. nó sẽ có ôi oh, con này là 38 ha. Ổn ta, cho Bolivar ra trước nè. Hy vọng trong Bolivar nó có tác dụng gì đó. Ờ, uh, à nó có Randin, ok rồi thì nó sẽ tạo mưa để lấy nữa tôi để lấy nữa mà cho mấy con pokemon khác nó ra để mà nó có, có kiểu như là có lợi thế đó. tại pokemon tôi nó cũng toàn hệ nước không à rồi bubble nó sẽ xịt nước vô mặt này đó ok rồi nó hy sinh à không nó nó chưa hy sinh ngon nó chưa chết rồi có thể thả thêm một bong bóng thả nhẹ cái bong bóng nữa ok đó rồi ngon rồi bây giờ tôi có thể bắt nó Ờ uh, catch ok chúng ta sẽ dùng quả này

Chú, rồi xong, ngon Ê, từ từ qua tôi khỉ cái này thử đi Từ nha, ở đây quái đông quá tôi hỏi, ấy không được rồi. rồi giờ tôi sẽ xử con, tôi sẽ xử con Onyx này để lên train level Mày nhờ, mày nhờ, mày nhờ, mày nhờ Láo, ok Rồi tôi sử dụng uh, waterfall nè Waterfall, ta chết mẹ nó, ui, uy, uy, uy. ui, mất dạy. Mất dạy. ui, sắp rồi. ui, 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 ăn ui, 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 Ủa cái gì vậy? Ủa sao nó không mất máu? Tôi quýnh hồn rồi ta Ê ê ê ê Ê Ok đó Rồi xong rồi Con này hy sinh, con này toàn rồi Ê ê ê bay 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 Ok xong Rồi chúng ta có sỏi nè Ok Rồi ghi ra top level và 23 và sẽ đất level và 17 Ivy Soul level 18 Rồi vậy ngon lành đó tập hôm nay vậy là ngon lành lắm rồi.